người đẹp Colombia rất sang trọng bánh tráng trộn, thưa quý vị. Và cô ấy đang bánh tráng trộn bằng những dụng cụ trong tay quý vị, là quý vị có thể thấy là muỗng, đĩa, dao. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời Colombia sẽ bỏ micro xuống và bắt đầu dùng bữa. Xin mời cô. Xin mời cô ngồi ạ. Để em ngồi. Quý vị có thể cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho thí sinh Colombia được không ạ? Cô rất là thích em nha. Rồi, đầu tiên thì cô xin mời em uống nước nha. Cô xin mời em uống nước nha. Dạ, mình mời uống nước thì làm ơn có nước nha cô. Có nước. Dạ. Rồi, em bị trừ một điểm thanh lịch nữa nha. Ở trên bàn tiệc. Dạ. Cô ơi. Em xin phép. Tôi xin phép ban tổ chức ạ. Tôi có thể nào loại thí sinh này được không ạ? Dạ thưa cô, tại vì mình thi xong mình mới loại được. Cô có thể trừ cái âm điểm. Bây giờ em xin phép dừng cuộc thi này không? Em nhìn gớm quá em ăn không vô. Xin mời anh phục vụ có thể là thanh lý cái ly đó giùm em ạ. Dạ đổi cái ly khác. Thanh lý là bây giờ chia ba cần không á anh? Rồi xin mời. Rồi đầu tiên cô xin giải thích lý do vì sao cô trừ điểm thanh lịch của em. Ở trên bàn tiệc nếu như không có nước chúng ta có thể gọi phục vụ em nha. Cầm cái mic lên. Phục vụ. Nước suối. Em bị trừ 5 điểm thanh lịch. Lý do, em muốn biết lý do không ạ? Em la lớn quá hả cô? Không phải em la lớn. Dạ sao vậy? Tại vì em nói chuyện không có chủ nghĩa vị ngữ. Em không có sự tôn trọng người phục vụ của chúng ta. Dạ anh phục vụ. Trên bàn tiệc chúng ta, trong một bàn tiệc sang trọng, khi chúng ta muốn gọi phục vụ chỉ cần là em. Ok. Dạ. Là giơ tay thôi phải không cô? Đúng rồi, mình okay. Chỉ cần giơ tay cho người phục vụ thấy. Rồi, cô xin mời em uống nước. Cô cho em cho cô hỏi nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mình giao lưu với nhau trước đi. Em đang làm gì vậy? Em bị rớt khăn. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi chúng ta giao lưu với nhau trước đi ha. Dạ. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu vào một cái bàn tiệc á, thì chúng ta có thể là giới thiệu bản thân của mình. Mời em tự giới thiệu bản thân. Em chào cô, em tên là Lê Thanh Phú, nghệ danh là Hương Mã. Em đến từ quốc gia Colombia. Năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc nói chung là đi thi ở Việt Nam đó cô. Dạ. Rồi cô xin phép trừ em 5 điểm thanh lịch nha. Khi nói chuyện chúng ta lắc đầu quá nhiều. Chúng ta phải ngồi đối diện với người đối diện và chúng ta nhìn thẳng vào họ, thể hiện sự tôn trọng với họ. Rồi, cô xin mời em uống nước. Cô ơi, thì đó, thì bây giờ trước khi uống nước cô hỏi cô câu được không? Rồi em cứ hỏi. Cô là giám đốc của hay là hiệu trưởng trường gì vậy cô? Cô là hiệu trưởng của trường cải tạo và phục hồi nhân phẩm Robert John Bao Đồng Việt Nam. Đúng rồi, trường đó cô làm hiệu trưởng là đúng. Tại vì cô từ giờ vào tù ra khám vì tội quýnh bài mà. Phải không quý vị? Một cô gái rất là thông minh. Nhưng mà cô xin phép trừ em 5 điểm thanh lịch nha. Tại vì lý do là em sỉ nhục người đối diện. Rồi xin mời em uống nước. Cô ơi, trước khi mà mình bắt đầu đó, em cứ góp đi. Và xin trừ 5 điểm đánh nhạc nha, trễ nhịp. Rồi cô mời em uống nước. Anh nhạc có thể cho một chút nhạc dư dương được không ạ? Ông quên rồi đó, ông để nhạc vũ trường cho nó nghe. Em bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Lý do khi chúng ta uống nước, chúng ta là một cô gái thanh lịch, mình phải xin ống hút em nha. Mình không có được cầm cái ly mình uống như vậy. Rồi. Xin cảm ơn em rất nhiều. Rồi, bây giờ em xin mời cô, cô xin mời em. À, cô xin lỗi, cô xin cộng lại cho em 5 điểm thanh lịch nha. Tại vì cô cũng lâu lâu cô cũng bị lát đó em. Cô bị lát không? Cô xin cộng lại cho em 5 điểm thanh lịch rồi. Bây giờ cô xin mời em ăn món bánh tráng trộn. Em cứ ngắt rồi em ăn đi ạ. Rồi em bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Mình gắt không có dính khoáng. Mình gắt như vậy khi mà người đối diện nhìn không. Dạ thì không có thu nhưng thằng cái bánh tráng nó dính quá. Mua từ 5 giờ chiều tới bây giờ rất đau quá đó. Ông nội tôi mà gắt cho nó rớt ra đó trời ơi. Rồi xin mời em.
chiều em 5 điểm thanh lịch. Cái tội le lưỡi nha. Một cô gái thanh lịch thì chúng ta không có le lưỡi ra trước khi ăn. Như vậy người ta tưởng mình là con chó. Rồi, cô cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn em đã tham dự thử thách của vòng thi này. Rồi, cô trường em 5 điểm thanh lịch nhưng không biết bắt tay nha. Rồi, xin mời em. Kính thưa quý vị, ta có thể mời thí sinh tiếp theo ạ. Của Miss Australia. Ngồi xuống bàn đi má. Rồi, Miss Australia em bị trừ 10 điểm thanh lịch. Lý do không tôn trọng người lớn. Cô sẽ người già ngồi trước. Rồi, cảm ơn em, muộn rồi. Xin mời em. Xin mời, chúng ta sẽ bắt đầu cho món ăn khai vị của chúng ta. Trên bàn của chúng ta đang hiện tại là 4 chiếc bánh rất là sang trọng. 4 chiếc bánh. Bộ điều đó là chupapai là ô chứa. Cô hát hay quá. Rồi, và một ly nước. Đầu tiên thì cô xin mời em uống cái chai, cái lòng nước đó. Dạ. Yeah. Rồi, em bị trừ 5 điểm thanh lịch nha. Khi chúng ta khui lên cái lọ bị kêu cái xì, không được kêu cái xì nha. Cô ơi, khui nước ngọt mà không kêu cái xì là nó hết hạn đó cô. Đó là em thể hiện cái sự không thanh lịch, em có thể nhờ phục vụ khui cho em mà. Đúng không ạ? À? Rồi, xin mời em. Đó, dạ, em. Bây giờ em mời phục vụ ra khui giùm em mà không kêu cái xì được không ạ? À? Phục vụ đâu rồi ạ? À? Khi phục vụ khui cái xì thì không có phục vụ không phải là ngồi trên bàn tiệc cho nên là sẽ không có bị trừ điểm nha. Chắc là phải một cái lon mới cho em xì cái khui rồi. Mà cô có nghe rồi, kỹ không ạ? Có nghĩa là phục vụ á, mà khui thì không sao cả. Còn đúng khui là vấn đề. Bởi vì người con gái thanh lịch không ai tự khui nước ngọt cả. Yeah. Đúng rồi, em bị trừ thêm 5 điểm thanh lịch nha. Cảm ơn. Ủa cô ơi, người phụ nữ thanh lịch chứ đâu phải bị cùi đâu cơ. Mà cô khui được nước ngọt. Trên một bàn tiệc sang trọng, chúng ta có phục vụ để làm gì ạ? Để nhờ phục vụ làm cho chúng ta công tác đó. Còn chúng ta tự khui mà để như khói xì. Và đặt trường hợp cái lon nước ngọt đó nó bị nổ ra như sao, đúng không ạ? À? Thì nó sẽ vây vào quần áo của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ mất đi cái sự sang trọng thanh lịch. Dạ không ạ, à, lúc đó thì em sẽ có cơ hội em kiện cái nhà nào mà làm ra được cái nước nó mà xì mà văng vô trong mặt em. Dạ. Rồi cô trừ em 10 điểm thanh lịch, tại vì em quá nhỏ nhen. Rồi cảm ơn em, mời em uống nước đi nhé. Xin lỗi chị Lian, em bị trừ 20 điểm thanh lịch. Có thể gọi công an vào đây được không ạ? À? Tôi nghĩ đây không phải là một cái bàn tiền nữa ạ. Cho mình hỏi là có phải là văn hóa ăn uống của bạn là như vậy không ạ? No, it's just I'm feel kind of hot in here because the candle is too hot and it's make me feel like awkward when I say cái mũ dài is here and I feel like oh my god I feel like cô hiểu cái ý của em không? Cô hiểu, cô đang nói, em đang nói lý do là tại vì những cái cây đèn cày này làm cho em nóng quá. Yes. Và cái con mũ già này nó làm cho em khó chịu cho nên là em phải tưới cái nước đó lên người của em. Cô xin phép loại em khỏi cuộc thi này vì không tôn trọng ban giám khảo. Tại vì sao ngay từ đầu chúng ta đã sử dụng bánh chuyển ngữ thì em phải sử dụng tiếng Việt em nha. Em nói tiếng Anh em khi dễ ban giám khảo nhưng thực sự là cô biết em nha. Nói được, em nói được tiếng Việt cô. Nói đành luôn, em chửi lộn cũng được luôn. Nhưng mà tại vì em nói tiếng Anh để em xúc phạm cô cho nên cô xin phép. Không cô, nhiều khi cô, cái tiếng Anh đó, nó vuông, nó tao, nó mày, nó tùm lum hết trơn á. Cô nhiều khi cô nghe cô không hiểu cái ý nghĩa. Không, cô có nghe con mụ già này. It's no, no cô, it's cô, nhiều khi cô lớn tuổi cô nghe lộn á. Dạ thưa cô và thí sinh nè, đây là cuộc thi không phải là nơi để chửi lộn mà. Dạ xin mời tiếp tục. Rồi xin mời em rời khỏi bàn làm bàn ăn của chúng ta. Ủa em chưa ăn. Thử thách của em đã hết rồi. Cậu ơi, em bóc bóc con nhỏ hoa hậu này Australia. Cái nhầm này là nó ăn cắp của con nhỏ hoa hậu Brazil Venezuela. Còn cái tóc này là nó mượn của hoa hậu India. Mà bây giờ nó đổ nước dạ, ngọt lên. Dạ thưa cô, Margaret Ca ở đây không phải đồn công an à. Mình chưa làm trả mít mà đi vô trong.
Dạ, mình được câu giờ nữa, xin mời cô. Thật sự tôi là FBI. Tôi chỉ tra trộn cái cuộc thi này để bắt những cái con ăn cắp thôi. Bảo vệ đâu hốt FBI ra. Tôi tự đi được. Dạ. Xin phép trừ điểm thí sinh này trước nha. 20 điểm có tội không phải phần thi của mình nhưng mà xen ra lo chuyện bao đồng. Thank you cô. Dưới. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin mời thí sinh tiếp theo, thí sinh Korea.